Ôi mẹ ơi, khủng long bắt con. Khủng long bắt mình qua luôn này. Ơ, nó dừng lại rồi. Đây, chú khủng long này có cái đầu rất là dài nha. Ôi, cái miệng rất là dài luôn các em ạ. Xin chào hai anh em. Các bạn ơi, hôm nay hai anh em Minh Khoa và Minh Khôi được bố mẹ dẫn đi tham quan một công viên khủng long siêu to khổng lồ. Và đây là hai anh em đang cưỡi lên hai chú khủng long rồi đây. Thích không nhở? Bây giờ chúng mình cùng đi tìm khủng long tiếp nhá. Xuống nào, đi nào. Ở đây có ba con khủng long con và có rất nhiều chú khủng long mà. Đúng thế này các em. Rất nhiều chú khủng long nhá. Bây giờ chúng mình phải tìm khủng long mẹ. À đúng rồi. Uầy, khủng long mẹ này. Ôi Minh Khoa ơi, cái miệng cử động được này, cái chân cũng cử động. Cẩn thận nó cắn. Đúng rồi, cái đuôi thì lắc lắc. Ôi. Đây là khủng long mẹ đang canh trứng này các em ạ. Đấy, vừa đứng vừa canh trứng nha. Đi tiếp nào. Minh Khoa của chúng mình rất dũng cảm nhá. Ngồi hẳn lên khủng long. Minh Khoa ơi, đằng sau còn có một khủng long nữa kìa. Đang há miệng kìa, sợ không con? Đây, một chú khủng long bé hơn đang cưỡi lên một chú khủng long to này các em. Ôi, nó có đang ngoáy ngoáy đuôi kìa. Hình như là cứ có người đến là khủng long nó sẽ hoạt động các em ạ. Wow, chỗ này lại là một con khủng long rất to này. Ôi, khủng long này tợn quá này. Ôi, các em nhìn này, nhìn chú khủng long tợn chưa? Khôi vào đi, Khôi vào ôm khủng long đi, xem Khôi sợ không? Mình Khôi sợ quá, mình Khôi sợ khủng long này quá. Đây là khủng long rất là to, khủng long này hơi tợn này. Cái miệng nó cũng hoạt động này các em. Phía bên trên lưng còn có gai, trên đầu còn có hai cái sừng nữa này. Đây, đây là răng của khủng long nhá. Ôi, nhìn rất là sợ nhưng mà sờ vào thì cũng mềm mềm thôi. Ôi cao quá. Đây là cái lưỡi của khủng long này. Đây. Ôi cảm giác như nó cắn tay chị luôn này. Khoa sờ lưỡi đi. Sợ không con? Chú khủng long này thì đang trèo cây này. Không biết là định ăn gì ở trên đấy nữa. À đúng rồi, nó ăn lá cây nhở. Khủng long ăn lá cây luôn. Đây, chân thì đang trèo này các em. Khôn nhở? Khủng long này, chú khủng long này khôn thật. Chúng mình đi tiếp nha. Đi thế nào. Ồ, Minh Khoa đang ở đâu đây nhở? Ô, Minh Khoa đi ra xem nào. Các em ơi, Minh Khoa đang láu ở phía dưới chân của khủng long. Chú khủng long này thì quá độ to luôn Minh Khoa. Ôi, chú khủng long này không có răng Minh Khoa. Đâu Khoa đến xem có răng không? Không có răng đúng không? Đây là lưỡi. À đây, răng. Đây, răng của khủng long. Ôi, nó ngậm miệng này. Răng khủng long ở bên trong nha. Ôi, sợ quá. Nó gần cắn tay mẹ luôn. Ôi, nó lắc đầu đi này. Ôi, mắt này các em. Mắt chú khủng long này cũng rất là to luôn. Tại vì chú ấy rất to mà. Trên đầu cũng có hai cái sừng. À, đây là khủng long mẹ. Và đây là khủng long con này, hai mẹ con luôn. Kia là khủng long bố. Minh Khoa gọi là khủng long bên này là khủng long mẹ, và khủng long bên này là khủng long bố. Còn đây là khủng long con, thì không biết là có phải không nhở? Thế các em thì Minh Khoa nói đúng chưa? Thôi để cho gia đình khủng long nghỉ ngơi, chúng mình đi tiếp nhá. Ôi, đây là cái móng của khủng long này Minh Khoa. Ôi sao cái móng của nó dài thế này, dài hơn cả tay mẹ luôn. Đâu cái đầu đâu? Ui, đầu đâu rồi, đầu đâu rồi nhỉ? Ui, cái đầu cũng rất là dài luôn. Chú khủng long này cái gì cũng dài các em ạ. Ui mẹ ơi, khủng long bắt con. Khủng long bắt Minh Khoa luôn này. Ơ, nó dừng lại rồi. Đây, chú khủng long này có cái đầu rất là dài nhá. Ôi, cái miệng rất là dài luôn các em ạ.
đâu con? Chẳng biết. Ôi, rất nhiều khủng long luôn các em ạ. Các em có thể nhìn thấy từ xa nhá, bên kia hồ cũng có một chú khủng long kìa. Trên tảng đá kia cũng có một chú khủng long đang quay đuôi ra đây. Rồi, chúng mình đi tiếp nha. Tạm biệt chú khủng long đầu dài nhá, chúng mình đi tiếp nào. Vẫn còn rất nhiều khủng long. Có thể nói là ở trong khu vườn khủng long này có rất nhiều loại khủng long khác nhau các em ạ. Con to, con nhỏ này, hình dáng khác nhau này. Có thể nói là rất phong phú luôn. Ở phía dưới là có một con cá mập. Con cá mập này bị vỡ đầu hay sao nhỉ? À thế à, chúng mình đi tiếp nhá. Ở chỗ này có rất nhiều khủng long con. Đi qua lại tóm đuôi tiếp. Hình như là cả mấy con đều cử động được đấy. Mình đi đến con nào là con đấy cử động các em ạ. Đấy, rất nhiều khủng long con luôn này. Thôi mình đứng dưới đi. Mình đứng dưới đi con, không cần trèo lên đâu. Đây các em, rất nhiều khủng long con nhá. Ủa, chỗ này cũng có trứng khủng long. Và các em khủng long bé hơn này. Rất nhiều trứng khủng long luôn. Thích chưa? Khủng long bé xíu xíu này. Chỗ này có hai chú khủng long giống nhau. Mình qua gọi đây là khủng long biêu đầu này các em. Bởi vì trên đầu nó bị sừng rất là to. Không biết là ai đánh khủng long mà khủng long đầu to thế này nhở. Đây, đây lại còn đỏ đỏ nữa này. Sừng to chưa? Mình khoa đánh à? Mình khoa đánh vào đầu khủng long đúng không? Hai con đều bị biêu đầu. Ở chỗ này thì là một con chim khủng long. Không biết là nó cử động được không nhở. Mình khoa thử đến gần. Thận ngã nha. À, khủng long này không cử động được. Cái cánh của nó mỏng. Mỏng đúng không? Nhưng mà nó không cử động được rồi. Đi xuống nào con. Có thể nói ở đây có rất nhiều trứng khủng long và khủng long các loại khác nhau các em ạ. Chưa bao giờ mà hai anh em Minh Khoa và Minh Khôi có thể đến gần các chú khủng long đến như thế. Và có thể nhìn thấy nhiều khủng long đến như thế. Các em có thích không nào? Nếu như thích các em nhớ nhanh tay nhấn like và đăng ký kênh thật nhanh. Để Minh Khoa sẽ dẫn chúng mình đi tìm thật nhiều khủng long nữa nha. Đi tiếp nào Minh Khoa. Ở trên núi như thế này mặc dù là trời nó hơi nắng nhưng mà rất là mát các em ạ. Có gió mát. Còn khủng long này thì siêu to khổng lồ. Ôi rất là dài luôn này. Không biết là bao nhiêu mét nữa. À, khủng long bố và hai chú khủng long con luôn. Bên này có hai khủng long có gai này. Hai chú khủng long có gai ở đây này. Ồ, hai chú khủng long này chuẩn bị chiến đấu với nhau đúng không? Ôi, cái mắt tợn chưa? Nó không cử động được hay sao ấy Minh Khoa ạ? Minh Khoa thử sờ vào xem nào. Ồ, khủng long này, hay là khủng long này hết pin rồi nhỉ? Ôi Minh Khoa ơi, chỗ này có một con khủng long cũng rất là to luôn này. À, vừa nãy có khủng long bố và hai chú khủng long con ở nhà. Hóa ra là khủng long mẹ ở đây các em ạ. Đầu khủng long mẹ tít ở trên kìa. Hay là khủng long mẹ bị đi lạc nhờ Minh Khoa nhở? Khủng long bố với hai khủng long con ở kia mà khủng long mẹ ở tận đây. Hay là khủng long mẹ bị đi lạc rồi? Khủng long mẹ đi kiếm đồ ăn. À, khủng long mẹ đi kiếm đồ ăn xong bị lạc đúng không? Đây này. Đây các em ơi. Đấy, rất là to luôn. Ui, cái đầu kìa. Còn Minh Khoa của chúng mình thì bé xíu ở phía dưới này. Chui vào trong quả trứng rồi. Ôi, Minh Khoa đang bị con khủng long này nuốt vào bên trong miệng này các em. Ôi, cái miệng nó này to chưa? Ô, Minh Khoa đâu mất rồi? Ô, Minh Khoa đâu mất rồi? À, Minh Khoa đây rồi. Các em ơi, phía trên cao này chúng mình còn có một chú khủng long siêu to khổng lồ nữa này. Ôi, hai cái chân đằng trước thì bé tí xíu, còn hai cái chân đằng sau thì siêu to khổng lồ luôn các em ạ. Không biết là cái đuôi của nó đến tận đâu nữa. Chị còn chưa nhìn thấy đuôi nữa. Ôi, cái đuôi rất dài và rất to luôn. Cao hơn nhà tầng của chúng mình các em ạ. Có thể nói là xung quanh đây có rất nhiều khủng long. Âm thanh khủng long vang lên ở khắp mọi nơi. Ở đây thì có ba mẹ con khủng long. Có cái đuôi đằng sau cong vút này.
như một bông hoa luôn. Chỗ này cũng có một chú khủng long đuôi dài, cái đầu cũng rất là dài luôn các em. À, chú khủng long này đang cúi đầu để ăn lá cây đây mà. Gần tới rồi nhưng mà vẫn chưa thể ăn được lá cây. Chắc chú khủng long này chỉ có thể cúi đến tầm đó thôi và phải đợi cái cây cao thêm thì mới có thể ăn được. Mẹ ơi, chỗ này có một quả trứng. Uầy, chỗ này có một quả trứng khủng long rất to này. Ê, một quả trứng. Ô, kìa. Ô, nó mở ra luôn. Mình Khoa nghe vào xem nào. Nghe vào, có một chú khủng long ở trong này Mình Khoa. Ôi, đần lê cái lưỡi này. Ôi, đục, lắc lư cái đầu. Chắc là đang tìm ra Mình Khoa ở đâu đấy. Đây, khủng long ơi, Mình Khoa đây này. Chú khủng long này hình như là đang ngủ trong quả trứng xong rồi bị Minh Khoa đến gần. Tiếng của Minh Khoa đã đánh thức chú khủng long dậy đúng không Minh Khoa? Thôi đi ra chỗ khác. Ôi, khủng long ngủ tiếp rồi. Đóng trứng ngủ luôn rồi này. Các em ơi, vậy là hôm nay Minh Khoa và Minh Khôi được khám phá khu vườn khủng long với rất nhiều loại khủng long khác nhau này các em. Hôm nay hai anh em đã rất là thích rồi này. Nếu như các em cũng yêu thích những chú khủng long này thì nhanh tay nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Minh Khoa và Minh Khôi nhé. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong video lần sau. Các em ơi, Minh Khoa TV là kênh mới của Minh Khoa. Các em hãy ủng hộ Minh Khoa bằng cách nhấn vào đăng ký và chuông để xem được nhiều video hấp dẫn hơn nhé. Đăng ký đi, chăn chờ chi.